trên thế giới, Mỹ mở kho dự trữ dầu chiến lược để đối phó với lạm phát. Nhật Bản phân bổ hơn 5 tỷ đô la hỗ trợ ngành công nghiệp chip. Israel và Jordan ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Công ty phần mềm Vercel gọi vốn được 2,5 tỷ đô la. Tại Việt Nam, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga hướng tới kim ngạch 10 tỷ đô la. Chính thức mở tuyến vận tải container đường biển nối Việt Nam-Malaysia, Ấn Độ. Bình Định phê duyệt đầu tư khu nghỉ dưỡng trên 727 tỷ đồng. Quý vị đang đến với bản tin kinh tế, mở đầu là phần tin thế giới. Bộ Công nghiệp Hàn Quốc mới thông báo vào ngày 23 tháng 11 rằng họ đồng ý mở các kho xăng dầu dự trữ để bình ổn giá cả trong nước, cũng như phản ứng tích cực với lời kêu gọi từ Mỹ. Thời điểm chính xác và xuất kho số lượng dầu bao nhiêu sẽ được quyết định trong thời gian tới, khi Hàn Quốc bàn bạc với Mỹ cùng một số đồng minh. Trước đó, phía Mỹ thông báo họ sẽ mở kho dự trữ và lấy ra khoảng 50 triệu thùng dầu để cung cấp cho thị trường, nhằm kiềm chế giá cả mặt hàng này lại, vốn đã tăng cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Giá dầu từng khiến cho các mặt hàng khác tăng theo, đẩy lạm phát lên và đe dọa các nỗ lực phục hồi kinh tế mà chính phủ Mỹ đang theo đuổi. Kho dự trữ dầu của Hàn Quốc hiện nay được cho là khoảng 97 triệu thùng, đủ để nước này dùng trong khoảng 100 ngày. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi các nước lớn mở kho dầu để bình ổn lại giá sau khi khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC từ chối tăng sản lượng khai thác. Tổng thống Joe Biden vừa ra lệnh cho giới chức Mỹ mở kho dự trữ dầu chiến lược và lấy ra khoảng 50 triệu thùng nhằm đối phó với tình trạng lạm phát đang ở mức rất cao như hiện nay. Động thái này được cho là sẽ giúp ổn định lại giá cả nhân dịp lễ tạ ơn và hàng loạt các lễ hội vốn thu hút lượng lớn mua sắm cuối năm như lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ mùa đông. Thời gian qua, giá năng lượng đã tăng không phanh tại thị trường Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung. Giá ga đã tăng lên 3,4 đô la trên một gallon, tương đương với 3,3 lít, con số cao hơn 50% so với một năm về trước. Giá dầu mỏ cũng tăng cao nhất trong hơn 7 năm qua. Tình trạng này khiến lạm phát leo thang, đe dọa tới kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi. Phát biểu tại Nhà Trắng khi công bố quyết định trên, Tổng thống Joe Biden cho rằng trước khi tính đến các biện pháp lâu dài để bình ổn lại giá cả, thì nước Mỹ cần có các giải pháp tạm thời mang tính hiệu quả ngay tức thì. Thưa quý vị, theo một số phương tiện truyền thông thì Nhật Bản sẽ dành ra số vốn là khoảng 5,2 tỷ đô la trong những tháng cuối của năm tài chính 2021 để hỗ trợ ngành công nghiệp chip, trong đó có cả nhà máy điện liên doanh giữa TSMC của Đài Loan và các hãng nội địa sắp được xây dựng. Đầu tháng này thì TSMC thông báo họ sẽ cùng với Sony Group xây dựng một nhà máy chip với tổng số vốn là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Kumamoto. Động thái được chính phủ Nhật hết sức hoan nghênh. Trong gói hỗ trợ này, ngoài TSMC, các công ty chip nước ngoài khác đang làm ăn ở Nhật như là Micron Technology của Mỹ hay là Kioxia Holdings của Hàn Quốc cũng sẽ thuộc danh sách nhận được tiền. Nhật Bản từng là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới vào thập niên 80, tuy nhiên đã dần mất vị thế trong 3 thập kỷ qua khi phải đối mặt với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các quốc gia xung quanh như là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ Du lịch Thái Lan ngày 23 tháng 11 công bố số liệu cho thấy trong tháng 10 vừa qua, họ đón tiếp hơn 22.000 du khách quốc tế, tăng 1.000 người so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch chủ yếu tới hai địa điểm đã mở cửa hoàn toàn là đảo Phuket và Koh Samui. Nếu tính trong khoảng 10 tháng đầu năm thì Thái Lan đã đón hơn 106.000 du khách. Trong năm nay, Bộ Du lịch Thái Lan ước tính họ chỉ đón nhiều nhất là 200.000 du khách. Thái Lan quyết định mở cửa gần như hoàn toàn từ tháng 11 này. Du khách đã tiêm chủng từ gần 100 quốc gia có thể nhập cảnh mà không cần cách ly. Nhờ những động thái trên, Thái Lan hy vọng có thể đón 5 triệu du khách vào năm 2022. Năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, thì Thái Lan đón hơn 40 triệu du khách, mang về cho nền kinh tế gần 80 tỷ đô la. Thưa quý vị, vào đầu tuần này, nhà vua Oman là ông Hatem đã có chuyến thăm chính thức tới Qatar, quốc gia nhỏ bé ở vùng vịnh nhưng vô cùng giàu có, là một trong những nhà xuất khẩu khí hóa lỏng hàng đầu thế giới. Trong chuyến đi, hai bên đã ký kết hàng loạt hiệp định hợp tác quan trọng về kinh tế lẫn quốc phòng, như trên quan điểm về thuế, du lịch, quản lý các bến cảng, bảo vệ người lao động và đầu tư song phương. Kể từ khi nhà vua Hatem lên cầm quyền 2 năm về trước, ông đã tiến hành nhiều cải cách đổi mới ở Oman với mong muốn
là đưa nền kinh tế vươn lên giống với các cường quốc khác trong khu vực như là Qatar hay là UAE. Ông kế vị người tiền nhiệm đã cai trị đất nước trong suốt nửa thế kỷ. Hiện nay nền kinh tế Oman được cho là đang gặp nhiều khó khăn. Từ khi giá dầu thế giới giảm vào năm 2014 thì nguồn thu ngoại tệ chính của nước này không còn mạnh như xưa, khiến họ rơi vào nợ nần. Covid-19 càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Oman đã yêu cầu một số quốc gia vùng vịnh giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Bộ Năng lượng Israel vừa thông báo họ mới ký thỏa thuận hợp tác quan trọng với quốc gia láng giềng Jordan. Theo đó, thì Jordan sẽ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời và mỗi năm xuất khẩu khoảng 800.000 MW điện sang Israel. Ở chiều ngược lại, thì Israel sẽ cung cấp cho Jordan 200 triệu khối nước sạch mỗi năm. Thỏa thuận này được ký tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, bắt đầu có hiệu lực vào năm 2022. Các bên không cho biết thỏa thuận có hiệu lực đến khi nào. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của UAE, Bộ trưởng phụ trách tài nguyên nước của Jordan và Bộ trưởng năng lượng Israel nhân dịp tất cả tới tham dự triển lãm Expo 2020 tại thành phố Dubai. UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020. Họ nói rất vui khi có thể kết nối được thỏa thuận này. Nó sẽ mang đến lợi ích cho nhân dân hai nước và củng cố thêm cho hòa bình ở khu vực Trung Đông. Jordan, nước đã ký hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1994, cũng cho rằng thỏa thuận trên giúp đảm bảo khả năng tiếp cận nước sạch của họ trong những năm sắp tới. Điều này rất quan trọng tới cuộc sống của hàng triệu người. Công ty phần mềm chuyên thiết kế web Vercel mới đây thông báo họ vừa gọi vốn thêm được 150 triệu đô la, nâng tổng số tiền họ đã kêu gọi vốn đến nay là 2,5 tỷ đô la. Nhưng tập đoàn đầu tư và công ty phần mềm có trụ sở tại thành phố San Francisco này, bao gồm có GGV Capital, Tiger Global và Salesforce Ventures. Trong thời gian COVID-19 hoành hành như hiện nay, những công ty phần mềm, công nghệ hoặc an ninh mạng được cho là có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư. Trước đó, công ty phần mềm Artis Campbench chuyên về điện toán đám mây cũng gọi vốn được 3 tỷ đô la Mỹ. Còn với Wakato, công ty phần mềm chuyên về tự động hóa đã gọi vốn được tới 5 tỷ đô la vào đầu tháng này. Vercel là công ty nổi tiếng với thư viện JavaScript Next.js và đây là mã nguồn mở sử dụng trong phát triển web, sản phẩm nghiên cứu chung với Google và Facebook. Next.js được sử dụng bởi rất nhiều công ty lớn trên thế giới như là TikTok, Hulu hoặc TripAdvisor. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần tin trong nước. Mở đầu là thông tin về hợp tác song phương. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, phía Việt Nam chúng ta đã phối hợp với Đại sứ quán Nga tổ chức diễn đàn trực tuyến thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản thủy sản Việt Nam-Liên bang Nga. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm kết nối các doanh nghiệp của hai nước, thúc đẩy giao thương và gia tăng kinh ngạch nông sản, hướng tới tổng kim ngạch là 10 tỷ đô la Mỹ mà hai nước đang phấn đấu. Theo số liệu thống kê thì giá trị thương mại hai chiều Việt Nga từ năm 2018 cho đến nay đã tăng trưởng mạnh và luôn đạt trên dưới 900 triệu đô la Mỹ cho một năm. Liên bang Nga là thị trường tiềm năng, nhất là các sản phẩm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp của Nga cũng đã xuất khẩu thủy sản và thịt heo sang Việt Nam. Trong chương trình xúc tiến thương mại Malaysia-Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Wong Chia Chien, Tổng lãnh sự Malaysia cho biết Việt Nam, Malaysia còn nhiều dư địa đẩy mạnh hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Lũy kế đến tháng 10 vừa qua, tổng vốn đầu tư của Malaysia vào Việt Nam đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ với 664 dự án. Nền kinh tế Việt Nam được các doanh nghiệp xuất khẩu Malaysia đánh giá cao trong khu vực nhờ tăng trưởng tích cực vào năm 2020 với GDP tăng 2,51%. Với nhiều cải cách kinh tế và dân số đông khoảng 100 triệu người, thì Việt Nam là thị trường cạnh tranh năng động. Hai nước cũng vừa thông qua chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới. Nhằm giảm tải áp lực vận chuyển và bình ổn hàng hóa vận tải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam VIMC cho biết đã thiết lập tuyến vận tải container kết nối trực tiếp Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và sẽ chính thức hoạt động trong những ngày tới. Đây được xem là giải pháp chủ động nằm trong chuỗi cung ứng logistics bằng đường biển tuyến xa, chủ động trong vận tải hàng hóa, tránh bị chèn ép tăng giá cước của các hãng tàu ngoại trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng, khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy và việc vận chuyển hàng hóa trở nên rất khó khăn.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết số lượt tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thông qua cảng biển trong nước đã đạt hơn 59.100 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là tàu nhỏ dưới 200 DWT hoạt động ở khu vực Quảng Ninh. Số lượng tàu quốc tịch Việt Nam cũng tăng trưởng nhẹ là 3% với hơn 52.500 lượt tàu. Việc tăng trưởng về số lượng tàu qua cảng đưa nông sản, lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam đạt hơn 588 triệu tấn trong vòng 10 tháng năm 2021, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hàng container tăng 10%, đạt hơn 20 triệu TEU. Thời gian qua, theo Cục Hàng hải Việt Nam, việc đảm bảo ổn định cho hoạt động khai thác cảng biển không chỉ giúp cho hàng hóa duy trì sự tăng trưởng, mà còn mang đến lợi thế cho các hiệp hội chủ hàng, doanh nghiệp trong quá trình thương lượng giá cước vận chuyển với hãng tàu. Thưa quý vị, xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế địa phương. Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040. Theo đó, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hải Dương với diện tích tự nhiên là khoảng 111 km2. Với mục tiêu điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Dương trở thành một đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường, đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1, thành phố Hải Dương được biết đến là đầu mối giao thông quan trọng qua vùng đồng bằng sông Hồng, là đầu mối kết nối quan trọng giữa thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là đầu mối trung chuyển trọng yếu về giao thông đường thủy trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Thưa quý vị, tại tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh này cũng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân với tổng vốn dự kiến là 727 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên địa bàn huyện Phù Cát có tổng diện tích là gần 18 hectare, sẽ được thực hiện trong quý 4 năm nay và dự kiến đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2026 với mục tiêu xây dựng mới một khu dân cư hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan. Dự án trên được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để có thể khai thác tiềm năng, thế mạnh của suối nước nóng Hội Vân. Thưa quý vị, mới đây, trung tâm Perth US Asia có trụ sở tại bang Tây Úc vừa công bố báo cáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiên phong trong quan hệ kinh tế giữa Úc và Việt Nam. Theo báo cáo trên, Việt Nam đang được đánh giá là một địa điểm đầu tư có nhiều tiềm năng của doanh nghiệp Úc. Thương mại giữa hai nước cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch là 10 tỷ đô la Mỹ. Trong vòng 10 tháng của năm 2021, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá là địa điểm đầu tư triển vọng. Nhiều doanh nghiệp lớn của Úc đã liên tục duy trì sự hiện diện tại Việt Nam, trong đó có các nhà máy cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu. Về địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Úc. Bốn ngành kinh tế mũi nhọn hút vốn FDI của địa phương này bao gồm công nghiệp, cảng biển và logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Thưa quý vị, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu trong bối cảnh giá trị của đô la Mỹ trụ vững so với nhiều đồng tiền khác. Trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và giới đầu cơ cũng tranh thủ bán khống nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, thì giá vàng trong nước vẫn giao dịch ở quanh ngưỡng là 60 triệu đồng. Kết thúc phiên thì giá vàng giao ngay đã giảm 0,9%, xuống 1.788,5 đô la Mỹ cho một âu. Giá vàng tương lai thì giảm đến 1,3%, xuống còn 1.783,8 đô la Mỹ cho một âu. So với phiên trước đó thì cả hai hợp đồng đã giảm lần lượt là 16,8 và 22,5 đô la. Theo giới phân tích, lý giải cho giá vàng thế giới có diễn biến giảm bất ngờ là do thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell, người được cho đã có quan điểm nhất quán về chính sách tiền tệ trong tương lai, được tái đề cử cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Sau thông báo này thì các thị trường củng cố niềm tin rằng Fed sẽ chắc chắn nâng lãi suất vào năm sau, tăng tốc bình thường hóa chính sách tiền tệ để đối phó với việc giá cả tăng vọt. Từ đó thị trường có thêm nhiều ý kiến cho rằng để hạ nhiệt lạm phát, Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản sớm hơn so với dự kiến là cuối năm sau. Vì thế, giới đầu tư tài chính kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai và càng củng cố cho việc nắm giữ đồng bạc xanh, giúp cho đồng tiền này bật tăng so với nhiều ngoại tệ khác. Mặc dù áp lực lạm phát vẫn đang hỗ trợ cho vàng, nhưng kim loại quý này đã không thể chống chọi với sức đẩy quá mạnh của đồng đô la và lãi suất trái phiếu cùng tăng. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đang giao dịch tại mức cao nhất trong một tháng là 1,66%, tăng từ mức 1,6%. Trong khi đó, việc vàng bị phá giá xuống dưới mốc 1.800 đô la Mỹ có thể càng làm tăng áp lực bán mới lên vàng. Dự báo cho giá vàng hiện tại, ngân hàng Standard Chartered cho rằng trong rủi ro có cơ hội, ngay bây giờ chính là lúc mua vàng, vì Fed sẽ chưa nâng lãi suất, cho dù bất kỳ ai ở vị trí chủ tịch.
Ngân hàng này tin rằng giá vàng sẽ cao hơn trong quý đầu tiên của năm 2022 khi thị trường tiếp tục tập trung vào áp lực lạm phát gia tăng và lợi suất trái phiếu thực giảm. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, tăng sốc rồi lại giảm mạnh, đó là diễn biến khá giật mình trong những ngày qua tại thị trường kim loại quý. Sau những ngày tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới, giá vàng đã liên tục giảm và mất luôn mốc 60 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, giá vàng lại một lần nữa điều chỉnh tăng. Liệu có phải là một đợt khởi sắc mới? Tại thời điểm 11 giờ, một lượng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chiều bán ra neo tại 60,1 triệu đồng, tăng 400.000 so với hôm qua. Chiều mua vào thì tăng đến 450.000 đồng, niêm yết tại 59,3 triệu đồng. Đây là đơn vị có giá bán ra cao nhất trên thị trường, cùng với Phú Nhuận. Có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất so với mặt bằng chung là Doji, khi chỉ tăng 350.000 đồng mỗi chiều, đưa giá mua bán lần lượt là 59,2 và 60 triệu chẵn. Có giá bán ra thấp nhất là Bảo Tín Minh Châu với 59,98 triệu đồng, tăng 400.000 so với hôm qua. Tuy nhiên, chỉ mua vào lại là tổ chức có mức giá cao nhất khi tăng đến 500.000 đồng, neo tại 59,31 triệu đồng. Trong khi đó, các loại vàng nữ trang khác lại tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh, với vàng mua số 9 hay chiều mua bán lần lượt neo tại 51,75 và 52,4 triệu đồng, giảm 450.000 đồng mỗi chiều. Vàng 24K thì có mức giảm mạnh nhất lên đến là 750.000 đồng cho chiều bán ra. Còn vàng 18K thì cũng có mức giảm, tuy nhiên khá khiêm tốn khi chỉ ở mức 184.000 đồng trở lên như số liệu chi tiết trên màn hình. Hiện tại với đà giảm liên tục của thị trường thế giới, giá vàng trong nước hiện đang chênh lệch lên tới khoảng 11 triệu đồng cho một lượng, một mức cao kỷ lục. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 24 tháng 11, tỷ giá đồng đô la Mỹ ổn định gần mức cao nhất trong 16 tháng qua khi ông Jerome Powell được lựa chọn làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, giá đồng đô la Mỹ trong nước tiếp tục đi lên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỷ giá bán đô la Mỹ tham khảo được niêm yết tại mức 23.785 đồng, tăng 8 đồng, mua vào tại mức 22.650 đồng. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 26.796 đồng, tăng 16 đồng, còn chiều mua vào neo tại 25.235 đồng, tăng 15 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức 23.141 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Tỷ giá đồng đô la ngân hàng ghi nhận thêm một số điều chỉnh tăng tại BIDV và Sacombank với lần lượt 5 đồng và 6 đồng ở cả hai chiều mua bán. Đáng kể hơn thì có Techcombank nâng giá đồng đô la Mỹ lên 7 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Giá mua đô la Mỹ hiện nằm trong khoảng 22.545 đến 22.577 Việt Nam đồng, còn khoản bán ra thì tại mức 22.750 đến 22.789 Việt Nam đồng. Trong đó, Sacombank có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán đô la Mỹ thấp nhất thì tiếp tục nằm ở Exchange. Thưa quý vị và bạn, tin kinh tế xin được phép khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.